Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 1 sẽ mở đầu bằng những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng, việc thực hiện cách ly điều trị tại nhà phải đảm bảo đúng cách, bảo vệ sức khỏe bản thân người mắc và gia đình, phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng ngành y tế hướng dẫn một số nội dung về cách ly y tế tại nhà như sau. 1. Cách ly người nhiễm khỏi những người khác. Phải bố trí phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người nhiễm. Người nhiễm không ăn uống cùng với người khác. Không di chuyển ra khỏi khu vực cách ly, không tiếp xúc gần với người khác và với vật nuôi. Không dùng chung bát đĩa, lưu uống nước, bộ dụng cụ ăn, khăn tắm hoặc bộ đồ dùng cá nhân và giường với những người khác trong nhà. 2. Bảo đảm nhà ở thông thoáng, luôn mở cửa sổ, cửa đi lại khi có thể và sử dụng quạt, máy lọc không khí, không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác, không để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung. 3. Rửa tay thường xuyên, cần rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu 60% trong ít nhất 15 giây. 4. Thời điểm rửa tay, trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn uống, sau khi ho, hắt hơi, xỉ mũi, sau khi chạm vào các vật dụng, bề mặt, sau khi đi vệ sinh, sau khi thu dọn rác thải. 5. Đeo khẩu trang đúng cách. Người chăm sóc phải đeo khẩu trang khi ở cùng phòng hoặc không gian với người nhiễm và những người khác. Người nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt, ngay cả khi được cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus cho những người khác. 6. Các thành viên trong hộ gia đình phải đeo khẩu trang mỗi khi ở chung phòng hoặc không gian với người khác. 7. Xử lý đồ vải an toàn. Tốt nhất là người mắc COVID-19 có thể tự giặt quần áo. Nếu cần người chăm sóc, giặt phải đeo găng tay khi xử lý đồ vải của người nhiễm. Giặt hoặc khử trùng túi giặt và giò đồ. Giặt bằng máy hoặc bằng tay với nước ấm nhất có thể. Xấy khô hoặc phơi khô hoàn toàn. Tháo găng, rửa tay sau khi xử lý đồ vải của người nhiễm. Phải giặt riêng đồ của người nhiễm với đồ của người khác. Không rũ đồ bẩn cần giặt để hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí. 8. Vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ. Tốt nhất người nhiễm COVID-19 tự làm vệ sinh, làm sạch sàn nhà, tường và bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn, lau lại bằng nước sạch. Nếu cần người chăm sóc hỗ trợ, người chăm sóc phải mang căng tay trước khi vệ sinh. Phải sử dụng dụng cụ vệ sinh riêng cho khu vực của người nhiễm. Tháo bỏ găng tay, rửa tay sau khi hoàn tất công việc vệ sinh thực hiện vệ sinh bề mặt ít nhất một lần trên một ngày. 9. Thu gom xử lý chất thải đông cách. Thu gom xử lý chất thải hàng ngày hoặc khi thùng rác đầy, đeo găng tay khi xử lý chất thải và bỏ găng tay ngay sau khi xử lý xong. Rửa tay sau khi xử lý chất thải. 10. Sử dụng găng tay. Người chăm sóc nên sử dụng găng tay khi khử trùng các bề mặt và vật dụng trong nhà và khi chăm sóc người nhiễm COVID-19 đeo găng tay sẽ không thay thế cho các biện pháp phòng ngừa khác như giãn cách, rửa tay và đeo khẩu trang, không sử dụng lại găng tay. Mỗi đôi găng tay chỉ sử dụng một lần rồi bỏ, không chạm vào mặt khi đang đeo găng tay. Mặt ngoài găng tay có thể có mầm bệnh, phải bố trí phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người nhiễm. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế để triển khai kịp thời hiệu quả gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các dự án quan trọng Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã nhất trí rất cao ban hành nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi và phát triển bền vững kinh tế xã hội được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023, tập trung cho các lĩnh vực y tế, phòng chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, lao động và việc làm hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chuyển đổi số phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đảm bảo an toàn hồ chứa nước thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai đã xem xét quyết định cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư phân cấp ủy quyền đối với các dự án quan trọng quốc gia các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn khác trong lĩnh vực giao thông và y tế thuộc phạm vi chương trình khẩn trương ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô đủ lớn, kịp thời, phù hợp, có sức lan tỏa lớn, tạo sự đột phá để giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tránh suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn và tạo nền tảng cho sự phát triển cả giai đoạn 2021-2025 cũng như các năm tiếp theo. Lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm trong từng quyết sách được ban hành bộ công thương vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị thuộc bộ sở công thương các tỉnh thành phố các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nội địa giao vụ thị trường trong nước phối hợp cục xúc tiến thương mại và các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của các địa phương tại thị trường trong nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản để giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu hiện đang gặp khó khăn do chính sách điều tiết cửa khẩu cùng một số nước có biên giới với việt nam đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản quảng bá sản phẩm nông sản trên các kênh thương mại điện tử giao cho cục xuất nhập khẩu phối hợp hướng dẫn thông tin cho doanh nghiệp xuất khẩu để khuyến khích xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được thuận lợi. Sở công thương các tỉnh thành phố phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hợp tác xã, sản xuất chế biến, phân phối các mặt hàng nông sản trên địa bàn, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần. Do ảnh hưởng của việc học trực tuyến kéo dài, nhiều học sinh ở các vùng dịch đã chuyển về quê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 7.500 phụ huynh đã rút học bạ chuyển con về quê học tập. Theo khảo sát của nhiều trường, học sinh chuyển trường phần lớn là học sinh tiểu học, con em của công nhân lao động tự do. Gia đình chuyển các em về quê học tập vừa để có người chăm sóc, vừa để được đi học trực tiếp. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch mở rộng việc dạy học trực tiếp, thành phố sẵn sàng tiếp nhận các học sinh trở về học trực tiếp khi điều kiện phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc học sinh tiểu học chuyển về quê luôn tạo điều kiện để người dân sinh sống làm việc trong điều kiện thuận lợi, phù hợp hoàn cảnh theo từng giai đoạn, giúp việc học của các em không bị gián đoạn. Do đó, việc học sinh học ở thành phố Hồ Chí Minh hay chuyển về nơi cư trú, sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em để thực hiện việc học tốt nhất. Việc tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ dịch sẽ thay đổi hình thức tổ chức dạy học. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ triển khai các văn bản ngay từ đầu. Khi thành phố thay đổi cấp độ dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi hình thức học tương ứng. Điều này thể hiện sự linh hoạt trong việc dạy và học ở thời điểm phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 28 CDTTG ngày 11 tháng 1 năm 2022 về việc thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K và đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron tăng cường việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn kỹ lưỡng chặt chẽ của Bộ Y tế, tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của chính phủ đề ra. Bộ Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vaccine, phòng và thuốc cho điều trị COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và đảm bảo khoa học an toàn, hiệu quả quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hóa trách nhiệm để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch COVID-19. Khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong nước về việc triển khai nhập khẩu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, đảm bảo an toàn, kịp thời, khoa học, hiệu quả. Long An đã phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một chuyên gia người Trung Quốc. Bệnh nhân có mã số là 1750327, sinh năm 1965, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia của một công ty trên địa bàn tỉnh. Trước đó bệnh nhân xuất phát từ Uganda, di chuyển đến Doha, nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 25 tháng 12 năm 2021. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Hiện sức khỏe bệnh nhân này bình thường, không ho sốt. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Quá trình di chuyển cách ly tập trung của bệnh nhân tại khách sạn được đảm bảo đúng quy định, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Trước đó, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến chiều ngày 11 tháng 1, tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Chuyển sang tin quốc tế, Cơ quan Y sinh Liên bang Nga FMBA ngày 11 tháng 1 cho biết, hệ thống xét nghiệm phát hiện biến thể Omicron đã được Cục Quản lý Y tế Liên bang Nga đăng ký lần đầu tiên ở Nga. Bộ xét nghiệm được phát triển theo lệnh của người đứng đầu FMPA và được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các mẫu ARN từ vật liệu sinh học của con người lấy từ những người được chẩn đoán mắc COVID-19. FMPA khẳng định nhờ một bộ đặc biệt trong dòng Emlytest có thể phân biệt biến thể Omicron với biến thể Delta trong vòng 1,5 giờ. Trước đó, người đứng đầu FMBA thông báo, trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, đến nay chưa ghi nhận người tiêm loại vaccine mới, côn vớt xô của Nga mắc COVID-19. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 12 tháng 1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có thể diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Năm 2021, Bộ Ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã tham mưu Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương, tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ ngành địa phương. Theo đó, cả nước giảm 7 tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở, giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện, giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Ngành nội vụ cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Tham mưu để cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để đảm bảo nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội. Đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức. Bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức. Giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngành công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức dựa trên tiêu chuẩn vị trí việc làm, có chính sách tuyển dụng xây dựng bộ máy bên trong của các bộ ngành thực sự tinh gọn hiệu lực hiệu quả tiếp tục cải cách hành chính làm sao cho người dân doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Sáng ngày 12 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện Hạ Lan. Thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện Hạ Lan có 670 hộ đang ở nhà rột nát, trong đó nhu cầu hỗ trợ 14 nhà lắp kép, 280 nhà làm mới, 376 nhà sửa chữa. Đến nay 14 nhà lắp kép đã hoàn thành, xây mới được 121 nhà, sửa chữa 105 nhà. Số hộ đã động thổ xây là 109 nhà và đang sửa chữa 78 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ đến nay là 4 tỷ 305 triệu đồng, trong đó quỹ chung tay xây dựng cao bằng là 360 triệu đồng. Quỹ về người nghèo của tỉnh 3 tỷ 675 triệu đồng, từ quỹ về người nghèo huyện 270 triệu đồng. Các lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức đã tham gia 1.536 ngày công, hỗ trợ 14 trên 14 hộ làm nhà ghép, các doanh nghiệp cung cấp vật liệu với số kinh phí là 718 triệu đồng. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa đã kiểm tra một số hộ làm nhà mới. Đồng chí đã tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Tại buổi làm việc, huyện Hạ Lang kiến nghị với đoàn công tác cần sớm cấp kinh phí để hỗ trợ người dân làm nhà mới, hướng dẫn công tác nghiệm thu, thành quyết toán kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, huy động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí cho chương trình ra xuất nhu cầu hộ cần làm mới và sửa chữa nhà giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.